Rồi thử lại đi. Rồi. Giờ không. Bỏ được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Tao chưa có bơm mà. Rồi giờ em thử nè, đồng hồ hiện tại nó chưa lên nè. Giờ nó cái kích nó đang ép cái kích lên. Giờ bơm này nè, bơm này nè. Giờ nó sẽ ép xuống nè. Đó. Rồi. Và đồng hồ nó chạy lên. Đó. Nếu mà đồng hồ này mà nó không chạy lên mà nó tụt xuống là cái kích này nó bị hư. Nó đã hư rồi nó sẽ hư chứ nó không lên rồi 5 tấn rồi. Nó hư rồi nó cũng không lên được 1 tấn chứ đừng nó lên 5 tấn là nó tụt rồi, nó tụt thôi. À, hiện tại đã đứng kim rồi. Cái bơm này bơm cũng không nổi nữa nè. Đó, bơm không nổi, cái này cũng bơm không nổi nữa luôn. Đó. Rồi xả. Xả tụt nè. Tụt. Đó. Rồi đứa con thứ hai lên. Cách mua hai con. Rồi, các bạn để ý trên thị trường nó có rất là nhiều loại nha. Các bạn nhìn thấy nó tưởng là nó giống nha. Các bạn nhìn thấy tưởng là mà nó giống nhưng mà thật sự là nó không giống nha. Thấy có màu vàng hay là màu gì hay là màu cam. Mà các bạn để ý đó, là cái loại tốt đó, là nhìn nè. Họ sơn rất là đẹp nha, chứ không phải là mấy cái loại kia, mấy loại mà có giống giống như 10 tấn, 30 tấn này nè. Ở đây mình đã bán hết rồi, mình đã từng nhập mấy loại đó luôn. Chất lượng không bằng mấy cái con này nha. Mình bán nhiều năm là mình sửa rất là nhiều rồi. Và mình mới rút kinh nghiệm ra là chỉ có loại này xài được thôi. Còn mấy con màu vàng, cam cam mà thu. Mấy con mà bạn thấy nó sơn nó bị nó hơi tóc nhìn nó không có được đẹp nè bạn nhìn nè. Bạn nhìn ở trên này là con ta làm. Kể cả bên ngoài thôi, nhìn nó rất là đẹp. Chứ không phải mấy cái mà tào lao nè. Thấy không? Mình để ý kỹ ở đây mình cũng có mấy con đó luôn á, để mình rảnh rồi mình sẽ quay lên mình bạn so sánh cho mấy bạn coi là nó như thế nào. Nhìn bề ngoài tất nhiên mấy bạn đâu có phân biệt được, nhưng mà chỉ có xài sẽ biết được nó qua thời gian được bao lâu thôi. Hiện tại thử con thứ hai nè, đồng hồ chưa lên không thì bơm bên đây một cái không cái gì một thùng. Con này là 6 cái, một thùng mồ là 6 cái thùng hết rồi đúng không? Thì giờ tao nói mày biết rồi đó. Hiện tại nó lên rồi nè, nó kêu là nó hú lên là nó chịu không nổi đó. Tôi chịu không nổi, tôi chịu không nổi nữa, đừng bơm nữa. Nó ý nó nói vậy đó, hú lên rồi nó vậy đó. Rồi giờ mình xả nha. Nè. Cái này đạt nè. Bây giờ xả nè. Mình xả cái bên kia đi, chỉ cần xả bên đây nè. Xả đây là đồng hồ tụt phải không? Một trong hai bên mà nó không áp lực là nó sẽ bị tụt kim xuống. Rồi đóng lại nha. Rồi với lại 6 con rùa 8 tấn luôn nè, mất công phải tháo ra. Trời ơi má mà rảnh lên. Cái thùng ta mới đem đi đâm vô. 6 con hết.